Biết bà Lê xin chào các bạn. Ôi mấy bạn ơi, sao trong cái lồng này có rất là nhiều chim bồ câu luôn á nha. Để mình mở lên cho các bạn xem nha. Ở phía này là một cái bạn chim bồ câu mà cái đầu bạn đó có hơi có nấm bông bông đen kìa mấy bạn. Mắt của bạn nó tròn xe con nhỉ. Bạn nó bay kìa, đã ghê chưa. Bạn nó bay lên cái lồng luôn nè. Thêm một bạn chim bồ câu nè các bạn. Các bạn chim bồ câu này thì cái cổ của bạn đó nè, cái cổ hơi đậm hơn cái màu của bạn chim bồ câu bên phải nha. Rồi, hai cái bạn này hình như đang chơi với nhau kìa. Cái bạn này nãy giờ bạn nó cứ bay hoài luôn nè mấy bạn ơi. Để mình sờ bạn nó thử coi sao nha. Đã quá đi à. Cái cánh của bạn nó rất là to luôn mấy bạn ơi. Bạn nó bay nãy giờ còn qua nửa cái lồng luôn rồi nè. Rồi các bạn phía dưới thì bạn nó đi bộ thôi à. Bạn nó không có bay. Có một mình cái bạn chim thì bay thôi à. Đã ghê ha. Hình như bạn nó muốn bay ra ngoài hay sao đó mấy bạn ơi. Mình thấy còn một bạn chim bồ câu trắng phía sau nè. Cái bạn chim bồ câu trắng này bạn nó nhìn nó thon thả mà đẹp lắm luôn nè. Rồi mà các bạn đó, bạn nó đứng nghiêng mà bạn nó không cực kỳ gì hết rồi mấy bạn ơi. Nãy giờ ở trong cái lồng này hình như là tổng cộng có 4 bạn chim bồ câu đó đúng không? Nè mình đếm lại nha. 1 bạn nè, 2 bạn nè, 3 bạn nè, 4 bạn. Wow, 4 cái bạn nè thật là xinh đẹp, nhưng mà bạn nào bạn nấy cũng to hết rồi mấy bạn ơi. Để mình chờ xem sao. Cái bạn này cũng bay dữ luôn nè. Nãy giờ không chỉ là có bạn chim bay thì các bạn này cũng bay theo luôn nha. Đó, hai bạn bay luôn. Các bạn chim bồ câu trắng này nè, mình tưởng không bay nhưng mà thật sự là bạn nó cũng bay được nha mấy bạn. Mà mình không biết bạn nào là trắng, bạn nào là má luôn đó mấy bạn ơi. Đó, các bạn này bạn nó bay ghê chưa nè. Dễ thương quá ta. Còn hai cái bạn nâu nâu thì nãy giờ mình không thấy bạn nó bay tí nào luôn đó mấy bạn ơi. Nhưng mà cái chân mình nó rất là đỏ luôn nè mấy bạn ơi. Đó, cái bàn chân của bạn đó hơi nhọn quá nha. Đây, chỉ thêm chân của mấy bạn này có nhọn không ha. Cái chân của bạn này thì ít nhọn hơn một chút nha, nhưng mà cái sọc chân của bạn đó to lắm nè mấy bạn. Còn các bạn bên đây thì sọc chân nhỏ hơn nha. Đó, bạn này chân một con này đang nhìn mấy bạn kìa. Đó, bạn một con này hình như bạn nó đương hư được đúng không? Rồi, giờ mình tạm biệt mấy bạn chim bồ câu nha, mình đóng cái lồng mình lại thôi. Ủa mấy bạn ơi, mình nhìn thấy phía bên dưới này có cái bạn chim này là chim gì mà lạ quá vậy mấy bạn. Cái bạn chim này mình nó đang bị rỉ lông nè. Ủa không biết bạn này là chim hay là gà vậy các bạn ơi. Mà cái cổ của bạn đó có một ít tấm trắng trắng nhỏ nè. Mà cái mỏ của bạn đó là hơi xám xám đen một chút nha. Rồi mình sẽ cho các bạn xem cái bộ lông của bạn đó nè. Wow, cái bộ lông của bạn đó có rất là nhiều đốm mà đốm đen đen mà nâu nâu á kìa mấy bạn. Hình như bạn đó đâu phải là gà đúng không? Mấy bạn gà thì khác rồi. Đó, như cái bạn trắng trắng, cái bạn gà trắng nó phía xa xa kia đó mới là gà đó mấy bạn ơi. Còn bạn này hình như là chim nè. Các bạn có biết đây là bạn chim gì không? Bạn đó đang nhìn kiếm kiếm cái gì đó các bạn ơi. Không lẽ bạn đó còn đói bụng ta, tự nhiên bạn nó rỉ cái hàng rào kỳ ghê luôn ha. Mắc cười quá à. Hình như phía bên ngoài này cũng có một bạn chim giống như vậy nè. Để mình ra xem cho rõ hơn nha. Ý thì ra là cái bạn chim này với cái bạn chim trong kia là hai bạn chim sinh đôi đó các bạn ơi. Đẹp quá ta. Đó, bạn đó nhìn từ xa là bạn đã thấy cái bạn chim trong kia rồi. Hai bạn người đang tìm nhau đó các bạn ơi. Rồi, bây giờ chắc mình sẽ dẫn bạn lù các bạn này vào, cho bạn đó đi vào chung lòng với các bạn kia nha. Vào nha. Rồi, vô. Đó, rồi các bạn ơi, hai bạn này đã gặp nhau rồi nè. Đó, hai bạn đó giống mi nhau luôn kìa các bạn. Cái bạn chim này bạn nó đang tìm thức ăn, bạn nó ăn nè các bạn ơi. Và bạn nó đang nghe cái tiếng gì lạ như sao á, bạn nó cứ tìm hoài luôn à. Còn xa xa là cái bạn này nè rồi. Cái bạn này nãy là vào chung lòng với hai với cái bạn kia đó. Nhưng mà sao giờ vô chung ấy, hai bạn lại cắn nhau rồi các bạn ơi, không được đâu nha. Tự nhiên hai bạn này dí nhau hoài luôn à. Đã mình tạo điều kiện cho hai bạn đó vô lòng chơi chung nhau rồi mà. Ý, giờ bạn nó lại mình rồi nè. Nhỏ, hình như cái bạn xa này bạn nó dữ quá mấy bạn ơi. Bạn nó không cho các bạn mình mới thả vào chơi chung đó. Kỳ ghê nha. Đáng lẽ phải chơi chung với nhau chứ phải không? Rồi, có cái bạn gà trắng trắng này. Không biết là mấy bạn có biết bạn gà này là tên gì không ta? Bạn gà trắng này, cái chân màu đen kìa các bạn ơi. Cái mồng của bạn nó cũng màu đen luôn nha. Cái bạn chim này là bạn chim gì mà đẹp quá mấy bạn ơi. Sao giống bạn chim công quá vậy ta? Tự nhiên mình nó lại rỉ lăng quá, bạn kia bạn nó ăn
Kỳ gì vậy ta? Ôi, cái bạn này kỳ quá nha. Không có được như vậy nha mấy bạn. Bạn nó chỉ thích rỉa lông cho các bạn. Cái bạn nhà hồi nãy bạn nó chuyên gia bị ăn hiếp luôn nè. Cái bạn này bị ăn hiếp đó các bạn ơi. Ôi, cái bạn nhà trắng này, bạn nó đang bơi đồ ăn cho mấy bạn ơi. Bạn nó tìm ở sâu trong bên lòng đất á, xem có dung hay không đó, rồi bạn nó ăn nè. Nhưng mà hình như mấy bạn này ăn hết dung trong phần đất này rồi hay sao mà không có tìm được cái con nào luôn à. Buồn quá đi thôi. Lúc hai bạn dịch đang ngắn nước kìa các bạn ơi. Hai bạn dịch này dễ thương quá ta. Không biết bạn dịch bên phải là bạn dịch gì nữa không á. Còn bạn dịch bên trái hình như là bạn dịch cỏ đó các bạn. Bạn dịch bên phải đang ngắn nước nhìn thấy đã ghê ha. Ui, bạn nó ăn cái mùi gì bạn nó bự chập đó luôn à. Mà lông bạn nó cũng nhiều nữa các bạn. Lông bạn nó hình như là còn tơ hay sao mà chưa có ra đủ lông nè. Rồi bạn nó lại đây, bạn nó nhấn nút vô cái hao đỏ kìa. Rồi, wow, cái bạn này mà sao bạn nó mập ú vậy các bạn. Trên lông bạn nó có mấy cái đốm trắng trắng không biết là làm sao nữa. Mà cái mồng của bạn nó cũng bự nữa kìa. Ui, cái bạn gà này bạn nó mập ú u luôn nha. Không biết bạn gà này có bay được không ha. Mà mình thấy cái cánh của bạn đó cũng dài lắm đó. Cái đuôi của bạn đó nè kìa các bạn. Cái đuôi như thế này thì chắc bạn nó xòe đó chắc là đẹp lắm luôn phải không. Ơ, bạn đó mới rỉa cái cọng gì bạn đó ăn luôn rồi kìa mấy bạn ơi. Thôi, nói mà mình nhìn thấy bạn gà này nó bự, chắc là không lẽ là giống bạn công hay các bạn. Ồ, bạn đó đi xa rồi nè. À ha, bạn đó đang tìm cái bình nước bạn đó uống nhưng mà cái bình nước đã bị lật đổ luôn rồi kìa. Cái bạn gà được phá quá đi à. Không biết sao mà tự nhiên lật đổ cái bình chi á ta. Nghe, nhìn hai cái bạn gà này bạn đó đang uống nước rồi các bạn. Cái thùng nước này bự chà bá luôn mà bạn đó chồm lên tới luôn nè. Cái thao nước nhỏ này phía dưới thì mấy bạn nó không có thèm đâu. Bạn đó chỉ thích leo rưa mỏi lên cao mà uống nước thôi à. Rồi nhưng mà bạn đó đổ làm đổ nước phía bên dưới đất quá trời luôn nè mấy bạn ơi. Đó, nhìn dơ quá đi à. Kỳ nha, đáng lẽ phải uống nước sạch sẽ chút chứ đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ để cho mấy bạn đó ở đây tiếp tục uống nước nha.